Châu Như Long xin gửi lời chào đến toàn thể quý anh chị yêu cây trên mọi miền tổ quốc. Hôm nay là thứ tư ngày 11 tháng 5 quý vị nhé. Long đi một quãng đường từ Bình Dương ra tới Phú Mỹ, Bình Định, khoảng hơn 700 km để đến cùng tham quan và chia sẻ một cuốn video đến quý anh chị mình cùng thưởng lãm những tác phẩm cây bonsai cực kỳ độc đáo và tuyệt đẹp của nhà vườn cảnh bonsai ở huyện Phú Mỹ, tỉnh Bình Định quý vị ạ. Cũng rất là hy vọng được sự đón xem và ủng hộ của toàn thể quý cô chú anh chị nhà mình, ủng hộ cho nhà vườn và ủng hộ cho kênh Châu Như Long bằng cách chia sẻ video để nhiều người được biết hơn. Cùng với sự ủng hộ nhiệt tình của quý anh chị mình thì là cùng một động lực giúp cho Châu Như Long tiếp tục đi tìm tòi nhiều khu vườn, những tác phẩm cây bonsai đẹp ở trên mọi miền tổ quốc gửi tới quý anh chị mình. Rồi bây giờ chúng ta cùng đi vào gặp gỡ chủ vườn bàn cảnh bonsai để cùng giao lưu, cùng chiêm ngắm những tác phẩm đẹp tại nhà vườn hôm nay quý vị nhé. Chào bàn cảnh bonsai. Rồi chào tất cả quý anh chị em yêu bộ môn nghệ thuật bonsai trên cả nước, và cũng xin gửi lời chúc sức khỏe đến bạn Châu Gia Long, cũng như gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả quý anh chị em yêu cây trên cả nước. Chúc cho tất cả quý anh chị em mình luôn luôn dồi dào sức khỏe và luôn nhiệt huyết với tình yêu bonsai. Thì cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến bạn Châu Gia Long đã có một cái chuyến công tác xa và cũng đã ghé lại vườn cảnh bonsai tại thị trấn Phú Mỹ nói chung, và cũng thay mặt cho nhà vườn nói riêng cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến kênh của bạn Châu Gia Long. Và bây giờ thì xin mời tất cả quý vị cùng theo chân của nhà vườn cũng như bạn Châu Gia Long để cùng chiêm ngắm những cái tác phẩm bonsai của vườn nhà trong mùa này sau một cái cơn mưa. Gọi là cái cơn mưa trái mùa thì coi nó cũng đang rất là mượt mà, cùng như một số tác phẩm mà hiện tại bàn cảnh cùng thay đổi khá khá ha. Trong một thời gian ngắn, nhưng mà mình quay trở lại đấy thấy cái mặt cây tại nhà vườn thay đổi nhiều các bạn. Kỳ rồi cũng bán cũng một số tác phẩm cũng nhiều, nên là cũng có một số cây mới cũng vừa nhập về, cũng còn một số tác phẩm thì kỳ trước bạn quay lên thì cũng bán cũng khá là nhiều. Nên là bây giờ thì cũng mời quý vị cùng ngắm những cái tác phẩm mới của vườn nhà. Mùa này bạn thấy tùng nó tốt ghê chưa? Còn mùa này nó có mấy cơn mưa vậy, cái tùng cái nào nó cũng sáng loáng đấy ha. Mà mình chưa kịp làm hết. Chưa kịp làm ra tốt mù hết rồi. Đây, ngắm những tác phẩm cái tùng Đài Loan đó quý vị này. Những em tùng Đài Loan, tùng trái hết á. Những cây này là cây những cái tùng trái hết mà cũng chưa làm. Trái hết luôn hả? Toàn bộ là tùng trái hết. Cái này chỉ gần là chúng là gần như là định hình hệ cho bị bập mầm. Cái này xong rồi mà. Cái này bây giờ chuẩn bị mình làm lại cái dàn dâm thôi, chứ còn toàn bộ là dàn cốt sườn này là gần như là xong hết rồi, xẻ dai hết rồi mà, xẻ dai mà đừng hết rồi mà, cho nó tốt quá này mình chưa có vô dâm lại chứ. Còn cái dàn dâm này mình vô lại một lần nữa là xong, dứt điểm. Con này thì gần như là hoàn thiện hết rồi nè. Con này hoàn thiện. Đây có con tung để đoán khá đẹp rồi quý vị. Dúi nó tốt mù mịt. Cái này mới thay chậu để trong mát. Đây con tùng Đài Loan này quý anh chị mình có thể mình nhìn tổng thể được cái bộ form tàng của em tùng này quý vị này. Cái này tốt ghê chưa? Súng cây ha. Tốt. Rồi bây giờ mình mời anh em chia sẻ anh em ngắm từ cái dãy bên này đi hả? Ngắm từng cây đi hả? Ngắm cho nó phê. Cái này đi hả? Ngắm từ cái mê này đi. Cái mai, một em mai cực kỳ nghệ thuật như thế này quý vị này. Cái này thì chơi lâu lắm rồi. Già cây, một đệ của nó thì quái nha. Mì khó đế, khớ khó tay mà. Mì mà nếu mà riêng có những cái bộ đế như thế này cực kỳ lâu, cực kỳ gọi là khó có những cái bộ đế đẹp và nghệ thuật như thế này. Nó dàn giống kiểu rẻ nốm quý vị ạ. Và nó khá là liền, con này thì nó khá liền đấy. Củ to. Cái này thì nó thuộc mình tích hết rồi ạ. Do là cái dàn dai này là mình kề lại lâu lâu, mê lâu lâu đó là nó, mình phải kề nó lại để cho nó vô rồi bắt đầu mình mới thả ra. Nó hay trả lắm. Mê với linh sam. Nó già nó móc méo nhìn mà quay cũng kỳ lắm, tẩy đường thánh luôn, móc méo luôn quý vị ạ. Liền, liền lạc lắm cái này. Này có quả rồi nha. Có quả luôn rồi hả? Có quả hết rồi. Mấy cái mê này là nó có quả hết, cái kia cũng có quả rồi luôn. Đó, những cái nhà vườn cảnh bonsai thì cũng được tuyệt lựa. Những cái cá không quý vị ạ. Cây sam này nó cũng đang vào trái này, vào mùa của nó này. Cái khai thác. Khai thác ạ. Xong rồi trái quý vị này.
cây khai thác nó nhìn nó phơ, nó cái độ già của nó hay là liền lạc, không bồng không bế vậy. Hành năm đường thánh nó đi cùng khốn ghế chứ hả? Ừ, cây trực hành cái này nó cái hành thân của nó là 50 mấy á. 50 mấy phần ở ngay chỗ này hả? Đây này, cái cũ nó 5 mấy này. À, cũ này 50 mấy phần luôn quý vị này. Xù. Cũ nó giờ cái búa càng ngày càng to mà. Nhìn nó kiểu nó xù ra luôn hả? Xù này là gió già, nó già. Già chứ, nó già, nó qua, nó qua 5 tháng nó xù rồi chứ. Ừ. Còn cái xù bình nó khác chứ. Cái xù kia nó cái nu kia nu tử, nu là nu sống. Ừ. Nu sống nó mới to giờ chứ. Trăm núi mà cái dòng khai thác như thế này nó gần như bây giờ là cạn kiệt quý vị. Đúng rồi. Một số anh em còn sở hữu được một số cái nữa thôi. Cái này gọi là hàng này bây giờ mà khai thác không có đâu. Không có đâu, tìm không có được đâu. Ngày trước anh em luôn người ta ấy, bây giờ không có đâu. Cây khế nè. Đường thần cây này là cây mới á. Ừ. Cái này cũng mới sở hữu lại được của anh em. Để anh em ở ngoài này làm cây nó kỹ quý vị ạ. Cái này làm kỹ lắm. Cái này mình bây giờ mình nuôi chỉ có nuôi cái tay hoành này cho nó lực lên chút nữa thôi. Ừ. Hoành khá to, tay hoành này cũng 25-26 chứ không phải nhỏ đâu. Vậy hả? Ừ. Trái nó nè, vàng thái trái tôi lạch bớt tôi bỏ cho cái vàng trái nó hơi bị phơ. À. Đó. Con này khá liền nha. Liền lạc. Mạch cách. Đây mặt theo cái mặt rễ như thế này mà cắt to như thế này bây giờ nó là liên lại nhá. Đúng rồi. Nó lâu năm nhá. Khế nó cũng dễ liền theo nhưng mà nó dễ liền. Nhưng mà cái này là nhìn biết cái màu lâu năm. Đây một mạng ở sau đây. Một khối thịt nạc như thế này luôn kìa. Mà cái thân nó nhìn nó lẹt lẹt cũng dữ ha. Ừ, thằng bò đá. Cái dàn tay đào tạo cũng hơi bị ơ ẩm á. Ừ. Đã đời chưa? Tốt hả? Đây hoa này là tôi lạch hết đấy chứ, cái tay hoành này ra là thường là tôi rút hết này chứ, ra rồi rút đấy. Mình đang nuôi cái tay, mình nuôi mình bơm cái cột nó lên. Đúng rồi, bơm cái tay này là nó nuôi cái trái nhiều rồi quý vị. Khớ cây này nó trái được cái nó cũng hay xịt trong thân, nó xịt ra đó. Ừ. Nó xịt trong thân nó ra. Như cây bên kia nó không xịt trong thân ra, tôi bỏ hết. Cái bên kia thì không phải nói, không phải bàn cãi nữa rồi hả? Ừ. Đây mời quý anh chị mình chúng ta cùng đi thưởng lãm, tiếp tục đi ngắm nhìn những tác phẩm tại nhà vườn cảnh bonsai nhé quý vị. Đây lịch sáp xem ra hoa xong bắt đầu trái. Anh em mình chơi thì chịu khó xiên xiên mình lạch cái trái ở đây. Lạch mấy cái trái để cho nó. Đúng không? Không có nuôi mấy cái trái này chả được cái gì. Đúng không? Được cái gì? Trái nó cũng không có đẹp, chủ yếu mình chơi hoa mà. Ừ. Cây này bạn thấy cái mạch hoa nó đẹp này. Đáo mạch... điểm hả? Đáo điểm mà. Đáo điểm chứ. Không, cái dòng cây này là cây khai thác. Nhưng mà người ta ghép cây này người ta ghép phải tầm phải 15-16 năm rồi. Ừ. Cái mặt hoa nó tím đầm lắm quý vị nhé. Ừ, nó là siêu bông ạ. Đây để quán quay cái gầm của gầm sáp này. Đây những cái có tút của nó mà anh em trường đây làm cũng khá quý vị. Nuôi khá kỹ luôn, đào tạo khá là chi tiết luôn. Cây làm cực ghê hả? Làm nhìn một mà những cái có tút cắt dịch chuyển nhịp nhào. Cái này là dòng cây khai thác quý vị. Cây khai thác ạ. Lên tới những cái cổ phân cổ ngon đến này này, tạo được những cái có lên tới phân cổ ngon chỗ này, này. Nhìn nó tê tái đấy quý vị. Cây này những cây mình mang đi chơi này. Sở hữu chỉ có mang đi chơi thôi, sạch sẽ. Đây quay tổng thể quý anh chị mình có thể nhìn tác phẩm cây linh sam này. Nhìn đã đời chưa? Nói chung là vườn bên cạnh này có chút chút cây nhưng mà cây nào ra cái đỏ ha. Cây nào ra cái đỏ luôn ha. Cũng đam mê. Em xanh này thì trước đây đã quay đã chia sẻ rồi. Cây này thì cũng phải bàn cãi nữa. Càng ngày càng phơ. Nhìn thì cần xương như này. Con này thì đã quay rồi quý vị ạ. Thế là cũng không chia sẻ kỳ lắm nhưng mà quý vị có thể nhìn lại những cái dàn xương răm. Nhìn nó tê gì đâu á. Cái điện ha. Em xanh này thì cũng phải bàn cãi này. Này, quá phê. Đâu, bạn giới thiệu với anh em đi. Hả? Số tác phẩm cây nhà vườn. Thì em tung Đài Loan này này. Cây này là tung trái á. Tung trái luôn hả? Ừ, cây này là cây trái rinh luôn. Một em tung thấy một cây, cây tùng đổ. Cái tay đổ, cái cành đổ là 3 mét á. 3 mét hả? 3 mét. Cây là phủ tàng là 3 mét. Vậy ra là 3 mét. Ừ. Kinh điển. Kể cả quý anh chị mình khi mà mình nhìn cái tác phẩm cây tung Đài Loan cái lớn như thế này, cái độ mà có những cái khó mà phải nói lời đào tạo cực kỳ khó luôn quý vị.
người có này. Có ghét kinh nghiệm luôn đó. Cho nó chuẩn chỉ lên cho tới phần giáp ngọn ở phía trên. Mạch đây mạch theo ra liền à? Mạch theo bên đó liền luôn này. Liền luôn. Đây có độ, nhìn có độ của nó mới tê này. Quý anh chị mình có thể nhìn thấy có độ này. Nó ngoằn ngược lại này. Nó vòng xuống này. Tùng của bẻ có độ đã đời luôn nhìn. Mùa này mùa tùng mà. Đấy, có độ xuống quý anh chị mình có thể nhìn thấy cái gầm cái có độ xuống rồi. Cái này là mình làm gọi là phần tổng thể nó là xong rồi. Bây giờ chỉ nuôi thôi, nuôi tay quyền này cho nó lực thôi. Cái cần quyền này cho nó lực thôi. Là xong. Thế mình làm hả? Mình làm đó là gần như là xong rồi đấy. Từ trên là xuống tới đây là gần như là hoàn thiện rồi đấy. Chỉ có nuôi một cái tay huyền từ đây đổ xuống một thời gian nữa cái này là ok. Gần như là thành cây hết rồi. Ừ. Đây để quay cái mặt phía sau cho quý anh chị mình xem cái tác phẩm cái tùng này. Cái này là cái đẹp quý vị ạ. Tùng mà dáng trực thì với dáng bay thì nó nhiều nhưng mà dáng đổ thì gần như chúng ta kiểm nó ít lắm. Những cái đổ mà nó chuẩn chỉnh là nó đóng tay cành mà đóng bài bản như thế này là gần như là rất khó. Khó lắm. Khó có. Đi nhiều rồi lắm, cũng đi rất là nhiều nhà vườn nhưng mà thật ra đi gặp những cái tùng này ít lắm quý vị nhé. Tại vì cái coi gì mình nói nhưng mà riêng cái tùng mà để mà có cái những cái đường thân mà nó với lại cái tay chốt á mà mình vặn như thế này nó rất là khó lớn đấy. Chứ không phải đơn giản. Đấy, trước đây mình làm cái co bây giờ nó gần như dính liền này ông Thánh luôn này. Mình làm cái co đó mình làm nó nhạch á. Đoại co đoại tút nó nhạch. Nó không có bị phá nét. Nhìn đã đời chứ quý vị. Đấy ha. Bạn thấy khế mà bây giờ coi này này làm cái dàn dâm nó giờ cũng gần xong rồi không? Một cốc vàng của nhà vườn đây. Cốc vàng của nhà vườn rồi. Còn kẻ này thì không phải bàn cãi nữa. Cái này thì nó khiếp sợ. Nói về hai mạch của nó. Nhìn ở ngoài thực tế nhìn nó anh em người ta nói là xem trên hình á. Lúc người ta xem trên hình chứ ở ngoài thực tế người ta nói cho ở ngoài nhìn sao nó to ghê quá mà trên hình sao thấy nó không to ở ngoài to. À. Đây những cái này. Nó vào hoa nó đang vào hoa là mình lạch hết này. Đó. Nó vào hoa liên tục. Mùa này mùa khế nó ra bông ra trái á. Đây nè, ra cục cục này. Bỏ hết, mình bỏ hết. Đâu có để. Nhặt bỏ để nuôi nuôi cây cho nó đấy. Kinh điển này. Coi này, hai mạch của nó khiếp. Đổ nu đổ sủng của nó. Khiếp sợ. Quả đá luôn đừng nói. Ngắm cái này, ngắm. Nếu như bạn tính được cái tuổi thọ của cái này nó được ở khoảng bao nhiêu chưa? Coi này cái này nhiều năm lắm. Hồi trước sư phụ mình làm hai cái nhát này là cũng làm lại vậy luôn hả? Làm cuốn hai cái mạch các bạn thấy cái bàn tay mình đâu xin nhơ. Hai cái nhát này là mất gần cả 20 năm rồi nè. Hai nhát này mười mấy gần 20 năm rồi nè. Cái nhát đây nè, nhát hai nhát chuyển này nè. Mà nó liền bưng cái cỡ đó đâu phải đơn giản. Cái tay này cái tay chốt này là hoành này là đã gần 40. Đó. Còn ở đây thì vị trí của cái tay nuôi từ vị trí của ngọn này lên thì thôi biết bao nhiêu. Phải tầm phải 60. 60. Còn hành thân đây thì khỏi nói đâu. Thân đây là gần 2 mét. Kinh điển. Con cọp. Cái này được cái độ côn á, cái độ côn cây, cái độ rút cây á. Cái độ rút cây nó rút cây. Từ ở dưới nó lên là bạn nhìn cái tỷ lệ này đó khoảng một mét mấy chứ mày nó rút đều dần từ dưới lên luôn ha đúng không khiếp cái này đời luôn vị cái này mình nuôi chừng tầm mà bây giờ tới qua năm sau là bạn thấy nó khác xong hết rồi bắt đầu mình xả hết cái dàn dây ra cái dàn dây này là mình định hình làm cái dàn dâm thôi giờ tới qua tới năm sau là coi này là mang tê tải gì đâu luôn á quý vị mang đi chơi được rồi đây con mẹ này về này nãy nhà vườn làm lại quý vị mẹ này làm lại nhìn đẹp quá mình làm lại con đấy mình làm lại mới làm lại con tùng này luôn này tùng này mình chỉ mới nhìn đẹp đây giờ tùng là hạn này tùng Đài Loan à tùng Đài Loan lộn nhầm tùng Đài Loan quý vị cái này cái trái lầm thấy giờ nó đang ra mùa trái nó đúng là cái tùng trái lúc nó ra trái nhìn rất đẹp nha Đài Loan trái luôn hả cái này trái bây giờ trái full coi luôn á trời nhìn cái tùng đã đời chứ mà coi càng già là trái nó càng nhiều nha tùng Đài Loan nó cứ càng già trái nó càng nhiều trái nó dày nhìn nó cánh đổi gì đâu luôn cái việc
nhìn ghi gầm thấy là mình đang quay xa xa lại mình bét nha, mình bét tái hiểu tiền hậu, mình bét rất là bài bản nha, tay một tay hai đóng rất rõ ràng từ từng chốt một, bạn thấy nhìn ở trên này cổ ngọn này, mình xem này đó, nó không bị nó đảo không chia rõ ràng luôn, đúng rồi, không có phải bét từ thẳng đâm thẳng lên từ dưới cốt và đâm thẳng lên đâu nha, phải bật về sau lách chữ S bắt đầu mình đảo lên lại này, chạy đấy có cho chạy đấy, trái cục cục rồi nha, nhiều lắm chạy đấy, nó đang vào mùa mà, nó đang vào mùa trái mà, nhìn nó soạn loãng vào khu vườn luôn ha. Thành Đài Loan này nó ưu điểm của nó là kháng bệnh, nó không có bị sâu rầy nhiều, mà đặc biệt là nó là khỏe lắm, nó không có bị sâu, nói với kim cương là không có bị bệnh giống như là vạn niên rồi, thỉnh thoảng là còn bị rầy trắng rồi mình phun cho thằng nào không bị. Đài Loan với kim cương thì nó đỡ mà nó sáng, cái mạch lá sáng lúc nào nhìn nó cũng sáng. Đã đời chưa? Để coi cái mặt phía sau con này có bị chảy tuột chỗ nào không? Không không, con này liền lạc hai mạch mà. Đây mạch... bạn nói cái phân của ngon lắc giữa đây đúng không? Đúng rồi. Mặt xeo bắt đầu đảo lên lại này. Đảo lên trên này. Rõ ràng lắm. Rõ ràng. Đâu ra đó hết, không có mượn tạm, không có ăn gian bất cứ cành nào đó. Đỏ âu. Đế mà sắp từng cọng bắt đầu làm lại, nài lại hết này. Bạn thấy mấy cái đầu mày két cái vẫn dài này. Đó, thấy chưa? Nài làm hết chứ không phải. Quặp bong rong xuống hết hả? Đúng rồi. Đây, quý vị mới nhìn ở phía trên một chút xíu về cái dàn cốt cảnh nữa gì. Nhìn tế tải chưa? Cái này khoảng tầm vài tháng nữa bắt đầu mình xẻ hết toàn bộ, nó còn khoảng tầm 30% dây nữa. Mình xẻ ra từ từ, từ bây giờ khoảng tới cuối năm là cái này sạch dây á. Nó mà hết dây rồi giá trị nó lại khác nữa. Cái chỉ tùng... cần một vài tác phẩm như thế này thôi chơi cũng đã đời đó quý vị ha. Tùng mà nó vô hệ rồi chơi sướng lắm. Cứ vậy là bắt đầu ở năm vậy mình bấm khoảng tầm lần, hai lần vậy rồi. Nhìn đã đời chưa? Nuôi sung thì bấm hai lần, không bấm lần nữa rồi. Xong, côn bóng nó một lần. Đây mình quay kỹ lại cái gian sướng của cái tải này đi. Mình chỉ mình nhìn thấy. Bây giờ nếu như mà... Đây là cách chuyển hết nha. Đây là ra đây là cách chuyển nè. À, chứ không phải là cành, những cái cành này là không phải là thẻ dòi ra là bật cả cơn rồi bật đâu nha. Cách chuyển ra hả? Bạn mới cái cành này nó mới to cỡ này, bạn chơi lúc dòi mình tháo ra nó mới không có bồng bềnh chứ. Còn không là thẻ ra nó bồng bềnh sao chơi. Nhưng nhìn những cái đầu cành này mình cắt bây giờ nó theo của nó, mà theo nó bụi mít hết. Mít hết được. Mít hết. Đâu còn mặt theo được. Toàn bộ tùng và thân nó cốt pháp. Mặt cắt lớn nhất trên này thì vẫn còn ha. Cốt pháp lớt đúng rồi. Nó còn nhưng mà nó cuốn. Mà thành này này, thành này nó hay được cái có cái nu này nha, cái nu này nó lớn nha. Cái nu này, cái nu này. Cái nu này nó lớn luôn, hồi trước là nó bằng cái ngón tay của mình vậy nè. Mà bây giờ là nó to ra gấp khoảng gấp 6 gấp 7 lần nhỉ. Túi lọc. Sau này nó lên đường cung như thế này thì giá trị nó lên nhiều nhỉ. Lên nhà thấu đẹp quá. Nhìn như cái cục nu của cái tùng kia cũng vậy. Cái cục nu cái tùng kia lớn. Nó lên nó mới nứt giá ra này bạn này. Nó bung giỏ nó lớn. Nó bung này nó bung nó lớn. Quý lọc đó quý vị ạ. Cực kỳ đẹp ha. Mùa này mấy cây nó nào bạn phải sắp xếp những cái gian tùng Đài Loan này làm một hàng nhìn vào một phê nữa. Vườn mình bây giờ nó không hơi chật nên là mình bỏ đa số, mình bỏ cũng vườn mấy cái vườn kia nữa chứ không có bỏ hết vô vườn này nó chật lắm. Vườn vải nó nằm rơi rạc á, nó nằm tập trung lại cũng ghê lắm ha. Cái này mà nay kỳ rồi vườn này bán đi cũng nhiều á, chứ không cũng kẹt hết nha. Nằm trong cái chế độ cứ kẹt miết nha. Con nào nữa, bạn chia sẻ con nào nữa. Đây, mùa này đây. Tiếp tục đem tùng Đài Loan nữa quý vị. Bánh đều riêng hết á, cây này cũng cây trái luôn. Cái trái, tùng trái luôn ha. Tùng trái riêng hết. Nhưng mà con này có cái có ác quá. Có bẻ, có trứng thủ ngon thả xuống cái lá nhìn ác ghê không? Con này con gọng xê. Con này thì mạch đế đẹp. Nhưng mà cái thân của nó thì không có nghiệt bằng cây kia. Nhưng mà con này thì đế của nó cũng đẹp. Mắt bên này hơi trượt. Nó tuột ạ. Nó bị tuột cái gì? Nó bị tuột nhưng mà nó cuốn này. Nó cuốn này. Nó bóp hai cái mạch này vô này. Nó đang cuốn này. Con này mình đã trả cáo về cái cành lá này này. Nhìn đã chưa? Con gọng xê này cũng sale này cũng hay lắm á. Bạn thấy như cái cây này cũng vậy nè, cây này cái bướu to ra nè. Bướu này hả? Cái bướu to ra đó. Bạn thấy cái bướu to dần ra.
con tung vành lên. Nhưng mà mấy cây này mình đang gọi là mình đang trong cái quá trình mình nuôi nó nên là mình không có bung nó ra hết. Chưa làm tàn hả? Thì sẽ anh em mình ngắm những cái tác phẩm gọi là cốc rất là nghệ thuật. Cốc rừng gặp cốc thải. Đúng rồi. Cái này sau này là phải cắt cái bộ này phát chuyển tiếp này. Đó. Phát chuyển tiếp hả? Ừ, mình cắt mình chuyển và mình làm cho nó côn cúc là nhỏ lại thôi chứ. Nhưng mà cái cốc như người ta gần như người ta chơi còn ngon thôi ta. Không, mình chơi nhiều chứ, mình chơi nhiều nhưng mà. Đã hề hả? Đúng rồi, như dầu giống như đây này, cắt chuyển này. Xong rồi nó côn lại một chùm chỗ ra, nó ra một chùm trái nhỏ chỗ đây thôi. Nghệ thuật ở chỗ đó mà. Cắt chuyển chứ nhiều chừng nào đẹp chừng đấy. Bình rượu đấy, bình rượu bên gần này khác hả? Bình rượu. Dưới là dưới siêu trái này nha. À nè, bạn có thấy mỗi cái nách lá là mỗi nách trái nè. Trái nè. Trái chín đó. Trái này trái chín nè. Đây chạy ra quá chơi nè. Trái này là, cứ nách lá nách trái, dòng này dòng siêu trái á. Sau này, bạn làm mà nếu mà đợt 2 bạn. Cái đợt này nè, bạn lệch lá tiếp và bắt đầu nó nhỏ lại như lá sam nhỉ. Siêu siêu vậy. Con này thì nó dạng thể nó như thế nào, bạn quay cái mặt lại sau rồi bạn cái bật về sau thì nó quay được cái đường thân. Sau nó liền lạc lắm. Nó quay được đường thân hay. Đó. Đó, nghệ thuật là vậy thôi quý vị ạ. Rất nghệ thuật. Trời, một cục thịt nạc. Kìa hả? Bạn thấy cái này không có mạch cách nữa này. Liền hết, không có mạch cách hả? Người cái này ra xíu nữa là coi như sóng bít hết rồi. Cái này là cái dưới thuần đó nha. Chứ không phải là cái nghịch, không phải dưới nghịch đâu. Tha hồ mà ngắm nhìn quý vị ha. Đến với nhà vườn của mình cảnh hôm nay thì chỉ mình tha hồ ngắm nhìn. Liền bưng, gần xong rồi. Vậy là mình có di chuyển một số tác phẩm ở cái vườn trong đem ra ngoài này hả? Có ít cây. Giờ trong cái này nó cũng chặt. Còn mẹ đây. Vui vui chứ hả? Nhìn con ốc đại chưa? Để mình nuôi cái này xong rồi mai mốt tặng bạn mang về rộng chơi hả? Đẹp đấy nha. Nhỏ nhỏ vậy thôi mà chơi thôi. Đẹp phê chưa? Để chẳng có gì hả? Nghệ thuật để đó, cái này để đó nhưng phải để tránh. Để búp đỏ nữa hả? Để búp đỏ nhưng mà cái này là nó cái dàn tay của nó hơi bị ác á. Đó. Đẹp. Nhỏ nuôi ghê không? Đó. Đây. Cút từ trên này. Ừ. Nhỏ mới làm kỹ lắm gì, nó thật sự làm những cái như thế này công phu lắm, bỏ nhiều thời gian và công sức lắm chứ không phải đơn giản đâu. Dàn tay to hơn con cái mình mà biết bồ đề làm tay lo khó lắm chứ không phải bồ đề mà vô dai mà làm cho nó mềm mại nó không lớn, không phải đơn giản. Đấy, cái này vậy, cái đề này vậy, cực kỳ nghệ thuật chưa. Ồ, nhìn cái đường thân của nó này khéo đúng không này, nó hồi ngon lên. Cái này cũng cái đề đỏ luôn này. Để bắp đỏ ha. Để bắp đỏ hết á. Ghê không? Nhỏ nhỏ nhưng mà làm kỹ mấy nhé, mở qua bên mình phục cái làm kỹ lắm quý vị ơi. Coi những cái này là hai mạch đều đẹp hết này. Mặt bên kia cũng đẹp luôn. Hai cái, những cái này là nó chơi hai mạch hai diện hết á. Như đó, những cái này cũng vậy nè. Đó, nhỏ nhỏ nhưng mà rất là chất. Nó đang vào hoa nè. Đang vào hoa luôn. Đang vào hoa, chuẩn bị đang vào mùa của nó. Nên là chưa côn tàn. Hai mạch. Bạn thấy cứ nhỏ nhỏ vậy mà chơi thôi. Bó quá làm gì hả? Nghệ thuật thì nó muốn hình muốn vẽ lắm. Thì trách này cũ nạt quá mà. Trách. Đấy, em xem lùi mình đi như thế này này. Xem trái á. Trái hả? Trái ra quá trời này. Trái á. Trái bắn ra quá trời này. Trái. Dằm dâm, dằm tay cũng làm một ký. Cái này, cái đề là mấy gốm này. Ồ, cái này này. Tôi trong mấy cái đề tôi thích nhất con này. Mà nhìn được cái đường co, đường cắt chất của nó này. Tuy nhiên mình có thể mình cảm nhận được không ạ? Con nhỏ, yeah. Đừng quên ủng hộ cho nhà vườn cảnh bonsai đã hiện tại đang sở hữu và tạo tạo ra được nhiều tác phẩm đẹp quý vị nhé. Thật sự những cái đề này nó cũng là nhỏ nhưng mà thật sự rất là nhiều công sức. Những cái cây này là mình sở hữu lại được chứ còn mình tạo tác ra không, thời gian không đủ. Không làm nổi luôn hả? Không, không, cái thời gian của mình là không đủ rồi đó. Cả những cây này là rất là nhiều tuổi đó. Nhỏ nhưng mà thật sự ra thì tuổi đời nó cũng đào tạo khá là lâu rồi. Lâu lắm, những cây này rất lâu. Những cây này sam, bạn thấy những cây sam như thế này giờ hành 50-60. Tìm đâu ra những cây mà liên lạc cây khai thác này không có đâu. Đang trái chi chít hết. Trái luôn hả? Tôi bóp trái tôi bỏ bớt đó chứ. Đây nè, đang ra trái quá trời nè. Đó.
Đấy. Nay con khai thác cái đường thánh của nó đi cực kỳ nghệ thuật luôn, cái to cái đồ khủng của nó, khai thác cái đường thánh nó đi kìa, mặt để lên bứng luôn, chạy chi chít này, còn dúi này mới đẹp này. Đó. Cho anh em mình ngắm con dúi này. Con này là con dúi thuần nha. Lá như là sam luôn. Đây lá bé bé rí rí rí. Thấy chưa? Cái lá nhỏ nhỏ hơn móng tay luôn nè, thấy không? Nửa móng tay thế này. Nửa bé rí rí rí. Ghê hả? Cái dàn dâm của nó bạn coi này, coi này nó liền bưng luôn nha, không mạch cái mạch thẹo gì đó. Đó, dâm xương trong kìa. Đó, nhìn gầm á. Đây, coi cái mạch thẹo đây. Đây. Thẹo này xíu nữa thôi, ngón tay à, dúi là bạn biết là nó không có liền thẹo đâu, mà coi này do nó không có mạch cách. Chứ còn lâu lắm, thẹo nó biết ngày nào ngày cho liền được những cái dàn cột gần như thế này lâu. Thấy chưa, coi này là cây thuần này mà nó nghiệt cái sao mà nó nằm kiểu gì không hiểu sao mà nó bật cục ra là nó không có mạch cách biết nữa. Chứ thường là mấy này là thường là cái nu, hoặc là anh em người ta dạt người ta ủ một cái nu, hoặc là người ta cây dúi ngược, còn cây này cây thuận, nó nghiệt cái là cây thuận á. Thiên nhiên nó ban tặng nhưng mà nhiều cái độc đáo lắm. Đúng rồi, chỉ có mẹ thiên nhiên mới ban tặng ra những cái đồ quý giá như thế này. Mình đã đời quý vị ha. Còn nhiều lắm quý vị ơi. Đây. Sự nhà vườn của bạn cảnh thì cũng. Sáng nay quay tác phẩm Hải Châu này, sáng chia sẻ cho anh em mình luôn là cái này là do trời mưa. Trời mưa, chứ còn nếu không mưa thì anh em mình nhìn nó trắng xóa luôn. Vì hôm nay là trời nó mưa lớn quá. Cái mà quý chị mình nhìn này. Sẵn chia sẻ với anh em mình là khi Hải Châu mà nó vào cái độ hoa á, mà bắt đầu nó bung hoa trắng như thế này á, anh em mình gọi là chúng ta hạn chế hoặc là chúng ta không tưới nước trên hoa luôn. Để thứ nhất á, là cái hoa này nó không bị nặng, nó không có thấm nước, không bị nặng, nó rụng. Cái thứ hai mình xịt vào là nó rụng cái này nó không sẽ không đậu trái. Không đậu trái được hả? Nên là chúng ta hạn chế cái lúc đấy, còn nó sau khi nó bắt đầu nó vô trái nhỏ lúp xúp xúp rồi thì ok. Mình rửa lá thoải mái, không xi nhê gì. Trời, con này. Em Hải Châu cực kỳ đại quý nhá. Đây, con này anh em mình cứ nghĩ cục này là đá nhưng mà không phải, cái cục này là thân nha. Cái cục chỗ này là thân chứ không phải là cục đá nha. Thân nằm ở trong luôn hả? Thân đây nè, cái đó là cái thân này. Đó. Cố mình hả? Cây rừng có tự nhiên này. Có tự nhiên ạ. Bay ra này. Đẹp ha. Bay đuổi nhau nha. Cây rừng mà giờ có những cây mà lá nhỏ mà đẹp cỡ này. Trái cái này nếu như mà thật sự ra để mình mua trái mà mình bảo quản nó đẹp thật sự, cái này phun thấy lạ. Phun trái luôn. Phun trái luôn. Cây này năm rồi là bạn thấy khiếp sợ. Thấy dàn bông dàn trái khiếp sợ. Kỳ rồi ra tránh hết rồi chứ. Giờ nó mưa này nó ấy chứ không mà nhìn nó. Mà Hải Châu được cái hoa nó ra rất là thơm. Hoa Hải Châu nó thơm đã lắm. Thơm nhiều luôn quý vị. Anh em cùng chiêm ngưỡng, cùng cảm nhận. Nhiều lắm vườn bên cạnh. Quá trời quá đẹp. Xanh. Xanh như xanh quê nha. Xanh quê. Chứ mà cái dòng này đây là những cái dòng mà gọi là được gọi là tuyển chọn để mà chơi á. Những cái đây là những cái cây xanh quê mà gọi là cực kỳ quý. Quý là vì sao? Quý là thứ nhất là cái dâm của cái thường là xanh quê, dâm nó dở, nó rất là dở, nhưng mà dâm của những cái cây xanh quê là dâm rất dày. Nghĩa là nhìn cái mách lá này là mình sẽ biết cây xanh cái dâm nó dày không, nó san sát với nhau. Bạn thấy tôi cắt một phát là nó búng cái dàn dâm ra này là dày kịch hết này. Đó, dâm dày mà đọt thì đọt đỏ, lá nhỏ. Đọt nó ra là nó đọt đỏ. Đây nè, đọt nó ra là cứ đỏ ửng như vậy nè. Đó, bây giờ nó do nó qua cái đoạn đọt non này nó chuyển màu hồng. Con này thì nó ôm đá luôn quý vị. Nó bám đá. Bám đá. Những cây xanh quê của vườn mình là đa số là dòng gọi là dòng cực kỳ ưu điểm á. Đó. Còn bên này là những con tùng kim cương, đúng là những cây này đem xuống vườn dưới để mình thả bồn luôn hết. Hay là... Rin. Rin hết. Để chia sẻ. Nhưng mà con này ví dụ anh em có giao lưu thì mình giao lưu được chứ hả? Cái này do mình hứa mình để cho người bạn. À, có giao lưu cho người bạn rồi. À, giao lưu. Thật ra thì mình cũng nói rõ như vậy. Mất công là quý anh chị mình nói chia sẻ mà không giao lưu thì nó cũng vậy. Thì cũng hỏi bạn. À, đấy, con này nuôi này tốt mù hết này. Dương. À, phi lao này. Đó. Độ quý vị. Dáng huyền nhưng mà nuôi từ gọi là cốt cây con luôn nha. Đó.
Vậy không? Bạn coi tôi nuôi tôi thả cái cần này, bạn họ bạn để ý được, bạn ra bạn thấy không? Ừ. Hồi bữa nay bạn thấy cái cần huyền này gần xong hết rồi, thấy chưa? Nguyên tế luôn chứ đâu phải đơn giản nữa. Tây thứ cấp là xong hết rồi này. À. Hả? Giờ làm mấy dàn dâm nữa rồi. Con phi lao này được cái gần như là mình không tìm thấy được mặt thèo nào luôn ta? Không có. Không liền. Có mặt thèo luôn hả? Không, nuôi từ cái con mà làm gì có mặt thèo. Cách chuyển con này nuôi từ cái con luôn hả? Đúng rồi. Coi nuôi từ cái con mà sao có mặt thèo được. Cách chuyển mà. Đây nè, ra đây cái bụp chuyển này, cái bụp nữa nè. Đó, những cái đầu mày cách nó nè. Đây nè. Đây nè, cách chuyển nè. Đâu đâu. Đó đó. Đây nè, cách đây, từ trên kia xuống đây, cách cái bụp này nè, chuyển xuống nè. Là nó từ cái cành cỡ này bạn nghĩ làm sao mà nó còn mày cách được, nó cuốn liền vậy. Ừ. Nuôi mà cái dương này hay lắm. Dương này khi mà làm xong rồi á, anh em mình chỉ còn vậy nè. Chỉ còn bóp lại vậy nè nha. Chụm vậy cái rút. Rút ra đừng có cắt nha, cái này cắt là đen đâu rồi. Cách cái đen đâu. Cách thì cách xong mình phun sơ nước qua lại cũng được. À. Không sao nhưng mà nó cũng không có ngày rút. Rút đi hả? Mình rút mà nếu mà đi cho đó phải rút. Chứ còn bình thường hàng ngày thôi, chứ mình rút nhiều việc quá thôi cách cho nó nhanh. Chứ còn rút về làm nó cũng lâu nhưng mà đúng bài bàn của nó phải rút đấy. Rút đúng nó cứ bóc từng chấm này nè. Đây nè, tách ra. Ví dụ như một mảng của nó đây, đúng không? À, anh em mình cứ đây để ra là lấy cái tay này, mình rút qua nè. Hả? Đó. Đó. Thả ra là nó đều ranh hết. Đây nè. Trên này nè, nó cứ chia từng mảng ra mình rút nha. Còn nuôi thì mình hãm phần trên này, nếu nuôi cái tay huyền này thì hãm cái ngọn lại, cái ngọn đây nó xong rồi nè. Là mình hãm nó lại, mình chỉ thả. Mình ghi cánh huyền dưới nè. Đúng rồi. Cái phi lao đổ, giang đổ cực kỳ đẹp đó quý vị. Đổ cuốn trâu luôn á. Còn ở ngoài nó to lắm, à, ôm đúng theo nghĩa ôm quạt á. Ồ, con bông dậy này nhìn nó khác hẳn luôn này. Khác hả? Trời. Đẹp ghê chưa? Mà nó nhấn nhỉ? Dạ. Bây giờ anh cột cân ở trên nhấn lắm, mới mấy tháng nó quay trở lại đấy, nó đã thay đổi nhiều lắm rồi quý vị. Cái này mình nuôi mình cũng cho anh cũng toàn hữu cơ hết á. 100% là hữu cơ. Còn bông hiểm y cực kỳ khủng. Đây cái bình rượu ra chuẩn bị là đưa vô chung với cả hai châu kia được không? À, chuẩn bị đến một cái bình rượu từ cái ruồi nữa đấy quý vị này. Một cái bình rượu nữa. Đây, mình đang làm cái co này. Đang dẫn cái co này, mai mốt cái mình chờ cái thằng này to lên cỡ như con cái này. Mình giật đoàn phát này. Đây, trực đoàn phát. Chắc phải thải quân nông văn chuẩn bên này chứ hả? Đúng không? Mình bắt đầu mình dẫn xuống làm đơn giản thôi. À. Những coi này thì làm đơn giản thôi, nó đẹp rồi. Bật xuống cái bật qua rồi. Bình rìu này hơi mập mấp nha. Cái mạch này sale này cũng đẹp lắm. Đó. Thấy chưa? Đấy, bình rìu quý. Đó. Cái này bỏ được không? Bỏ chứ. Để nhưng mà mình cứ để thở ra, mai mốt mình bỏ. Ừ. Chứ đâu có dính dáng hay vô đâu. Hay chưa? Nghệ thuật chứ quý vị ạ. Nó phải là nghệ thuật. Bonsai thì nó nghệ thuật tiêu tưởng. Cái này làm tại cho mai mốt mình làm xong nó có những cái này nó lạ lắm. Để tìm những con như thế này sao vậy ta? Trật hả? Chết. Để lại chỗ. Khó trật không? Đây này. Cái đồ khó đấy. Coi cái này mình gốm anh. Cái đường co của nó đó như đường đua F1 à. Đúng không? Nó bá đê viên ảo luôn đây nè, cắt bắp như vậy đó hả? Ừ, chuyển cái đường đẹp, cái gọng mà bạn ha. Ừ. Đó, nước rồi nó vô lên màu vàng ống nam ánh nè. Chịu là mình phải làm như vậy sau này nó mềm đấy. Chịu gì nổi, cổ kính được. Lá nó rít lại. Ghê không? Đã ha. Lâm vô đấy, 60 tỷ đúng không? Lâm vô đấy 60 tỷ lần hả? Lâm vô 60 tỷ đấy. Quá trời. Đã ha. Thả hồ mà ngậm luôn. Nhìn mấy cái tút chày nữa. Cái có của nó nha. Nhìn cái có của nó. Mình chỉ mới nhìn này, đường thân của nó nha. Cái này nó có một cái rễ ký sinh bây giờ nó lớn như này này. Đẹp ha, nhìn cái rễ nhìn độ phơ vòng qua bên này cái điểm ngon của nó này, cây nghệ thuật cây gọi là nó có cái độ gọi là cái độ quái nhưng mà bách rất là bài bản chứ không phải là bách rất là bài bản. Nhìn vào nhìn thì cái bạn thấy nhịp nào ra nhịp đấy, từ những cái dâm như vậy giật rất là bài bản.
Đó, bên này bạn thấy đây này. À đấy, cái lại là đỏ, đê đỏ này, đây mình nhìn thấy này, cái đỏ. Cho anh em xem mà gọi là đây cách này khoảng 20 ngày này, hơn 20 ngày. Cái này cách hơn 20 ngày. Đó, bạn thấy không? Cái lá nó rách lại mà nó đỏ. Nó đỏ hết quý vị này. Đỏ đây chưa nha. Bạn phải tầm phải 12 13 ngày nữa bạn mới thấy. Ừ. Ừ, nó đỏ và nó đỏ. Đỏ ứng luôn á. Trong vườn này là cây này là đỏ nhất này. À. Ừ. Riêng cây này là đỏ nhất. Mà không bao giờ cây này trên ngọn là không bao giờ hết rọc đỏ. À. Những cái cây kia lá già rồi đầu nó biến qua màu xanh, còn ở trên cây này là riêng cây này là không bao giờ trên đọt hết rọc đỏ nha. Còn đây giống này, giống cái bàn chân rồng trong quặp chuồng này. Nó đi lên theo. Ừ. Thấy không? Cái này cái chậu này mình thấy nó hơi nặng nè, chứ bữa định rút ra thay mà chờ bấm xong cái rồi chưa kịp thay này, chứ định rút thay ra cái nọng á. À. Chưa kịp thay, làm nhiều quá chưa kịp thay. Cái này hai mạch của nó gấu lắm, mạch con này mình thấy mấy cái cốt mấy chốt tay của nó gỗ tay nó bộ đề mà làm mấy dàn tay này chua lắm, liền hết quý vị ạ. Đấy, nhìn những cái cục tay như thế này này, nuôi biết đời nào đây. Độ rút, cái độ lùng lực, cái độ côn coi xoài này bữa nay bạn thấy nó khác cái bữa ghê chưa. Tôi mới cắt giật lại nhìn ghê không. Mới cắt giật lại đây đó, mà mới đây mà giờ tốt mù nữa. Những cái gian tẩy đồ sau đây nó mà lên nó cánh lại nhìn mới đã mới phê. Tại vì cái đồ này mà không cắt giật cho không được. Đồ này không cắt giật cứ thẻ dài vô uống là cà lành ngọn ngành vậy, là sau này nó thẻ dài ra nó bồng nó bay không cho được. Nó bồng bềnh nhìn nó không tế. Không bao cho được. Đồ này phải cắt nó phải được 2-3 cái độ chuyển à. Sau này á là nó ra gió là nó có cái độ vững vàng. Ừ. Ghê hồn luôn vậy. Đó bạn thấy như sau lưng bạn cái con mê đó mà tôi cũng thẻ tốt mù hết á để làm được đâu. Cái này thì quay giờ quay khó nhìn lắm. Ừ. Đang còn giờ bạn thấy tôi thả tốt mù mịt hết á, không thể dùng được. Cái này lịch sam đây, còn lịch sam hải châu bên này thì nó có một cặp đó quý vị. Cái này cái kia, cái này mới giá trị, cái này mới ác liền. Cái này mới giá trị. Cái này thì nó được cái dạng tay nuôi lâu năm thôi, chứ mà cái độ to thôi, chứ còn cái độ nghệ thuật nó không chịu nổi qua bên, không bằng cái kia được ha. Không bằng độ nghệ thuật, không bằng cái kia, cái độ lá lâu nó không bằng con kia được. Quá trời, quá đẹp cây. Để chia sẻ mấy cái hải châu này. Đây là một cái hải châu mà trước đấy nó chia sẻ cho quý anh chị mình sơ sơ, lúc đó nó lúng tung lắm. Nay chia sẻ là cái hải châu này sau vài tháng nó gần như cái này đã thành phẩm luôn rồi quý vị ạ. Hoàn thiện rồi. Gần như hoàn thiện luôn rồi này. Cái này bây giờ vô gọi là vô gọi là vô đấu trường được rồi. Mới có vài tháng mà nhấn nha. Từ cái dàn bông dâm tây tán rồi là mình hình như là mình đã vô luôn á. Nghĩa là bây giờ là nó xong rồi đó. Lá của nó bây giờ nó rách nhỏ lại đẹp lắm. Và dàn dâm, dàn dâm là bây giờ là xong, hoàn thiện. Quý anh chị mình thấy cái hải châu này, cái đường thân này, đây cái góc của nó là trực lên và nó đổ xuống quý vị nhá. Chỉ cần nuôi này như ngọn chân cái. Quả phúc ở trên đây là phần ngọn này, quả phúc này. Cái đồ đổ xuống hai cân nó lạ lướt này. Nhìn như hai cọng dây đấy bạn cảnh ha. Đúng rồi, y như hai cọng dây đang múa. À, bạn thấy nó không có một cái vị trí nào mà nhìn mà không có hút hồn được. Những cây này mà bạn nghĩ bây giờ đâu ra, tìm đâu ra nữa. Thường là lật đổ rồi, chứ còn những cây mà nó dài thì chỉ có trong tự nhiên thôi. Tự nhiên không đó. Thể ai có những thể cái cốt này trong tự nhiên thôi. Rồi bắt đầu mình về mình tác động là mình làm lại cái dàn tay. Chứ còn nói thực sự ra mà hàng này mà bây giờ mà nói mà để mà những cái cây này mà cây khai thác mình đâu có nuôi được. Chỉ có trong thiên nhiên ban tặng cho những cái cúc mà nó đẹp như thế này thôi nhá. Quay mặt phía sau nó cũng chỉ nhìn lại cái tuyệt phẩm hải châu như thế này. Mạch sâu cũng đẹp một ác nữa. À, đề ba này. Đồ đề ba đi, lá xuống. Lá lâu xuống này. Đặc biệt là hai cân ở dưới này. Đây này bạn thấy nó chỉ này, hai nhánh mà nó chỉ nó đi xuống, nó đu đưa theo. Phế tải cả lòng người quý vị ạ. Cái này thành phẩm hết rồi chứ có gì đâu. Cái này hoàn thiện. Lần này mình không, bạn không cho nó đồng quả hả? Có chứ, chuẩn bị nó vô bông rồi chứ. À. Những cái này tôi thường tôi cũng ít trái ít bông lắm. Tại tôi làm cho cái dàn dâm nó đạt tới cái độ là cho nó cực ấp phê vậy á. Rồi mấy đầu mới ấy. Nên là thường là năm rồi là tôi lạch hết đó chứ bộ.
Có này những cái mặt cắt trường này làm gì tìm ra được thèo nữa hả? Không có, nó liền hết rồi. Liền hết rồi, không còn thèo vậy. Con này gần như là không có thèo luôn. Cài ra cũng trái rồi nè. Cái mê thái nè. Mê hả? Ừ, cài mê thái cũng nghệ thuật lắm nè. Hai người bê thôi nhưng mà cực kỳ nghệ thuật. Vào cái mùa mưa này, cây nào nó lá nó cũng lên cái lọc non nhìn nó xanh mơn mởn đấy hả? Ừ. Không, mưa rồi, mưa trái mùa chứ này đâu có mưa. Mùa trái mùa cùng... đó. Nó bị ảnh hưởng áp thấp các bạn. Mưa chứ này đâu có mưa. Trời, còn xanh ngoài này, còn xanh nữa này. Xanh. Xanh này, quá dẻ. Kinh điện. Xanh, nó rít, nó cháy. Quá dẻ, nhưng mà dẻ, quá dẻ. Mình có thể thấy những cái nền giá của tên nó chạy xuống như kiểu thịt nhủ luôn. Cái này và bây giờ bạn đưa nước vào nó cũng vàng óng ánh vậy á. À. Ừ. Một màu vàng. Một màu xanh xanh chấm thêm màu vàng. Đấy. Ở đây bên này về góc nhìn này chúng ta có thể thấy được một con cóc quái được quý vị này. Cái này cái cóc này phải nói nó có cái độ nghệ thuật rất cao. Trời ơi, như hay. Luôn ha. Ừ, như một con thú á, đang phục mồi á. Hai cái chân sau này, hai chân trước này. Nhìn ghê không? Nhưng mà cây này thì mình làm rất là kỳ công nha bạn Long. Ngày xưa là cây này nó dừng ở mức độ cây ăn trái thôi. Nhưng mà mình về mình làm lại sau hơn 2 năm. Sau hơn 2 năm thì những cái tút này nè. Những cái tút này là mình dựng lại hết á. Mình làm hết toàn bộ lại chứ ngày xưa nó không phải là như vậy. Ngày xưa những cái con này nó không nhạo và nó không có bách bài bản như này đâu. Mình về mình bắt đầu mình đốn xuống. Mình làm lại toàn bộ cái phần này là xây dựng sau hơn 2 năm. Cóc thì nuôi nó cũng nhanh. Cách giật là hiện hả? Ừ, cách giật đây nè, toàn bộ là mình cách giật đây nè. Từ đây mình ra ra nha, mình nuôi ra ra nha. Cái cần đây nó to lên cỡ bây giờ đấy. Bạn nhìn trước màn hình ra thì như cổ tay rồi. Nhỏ hơn cổ tay mình chút là mình cách chuyển nó một phát nè. Bắt đầu ra ra nó tỉa hai cành thì mình đây, mình giật đây một phát nè. Giật đây, chuyển ra đây. Rồi giật đây, chuyển lên đây. Lấy cái tút này, rồi bật lại cái tút này, bật xuống lại. Đó, dựng dựng cái ngọn lại. Đây. Những cái ngọn lại đây. Cắt liên tục quý vị. Đúng rồi, sale này mình sẽ cho xong cái chùm trái này nha. Cái mùa trái này để nó ra tùm mới đã. Rồi đó mình sẽ chấn lại ngay chỗ đây. Đó, mình chấn lại đây là mình khóa luôn á. Mình khóa cái ngọn này là nằm ở vị trí này luôn. Khóa luôn. Khóa luôn. À, khóa luôn là nó đùn lại như thế này luôn. Còn phía sale này là cái đuôi này. Ghê quý vị ạ. Sale này là mình làm cái đuôi. Đó, cái đuôi này là mình bật nó đống đa đống đảnh, bật xuống đây một chút. Ngoảy ra đây thôi. Đó, bật theo cái độ cong á, cái đuôi giống như nó ngoét lại á. Rồi đầu nó cụp xuống. Mà coi này được cái là cái độ già. Độ già của nó. Tới đây chấm. Đâu phải về gì mình tìm được một cái cây họ dạng kỹ thế này đâu. Đó. Anh chị em nào mà có đi ngang qua khu vực thị trấn Phù Mỹ thì cũng rất là mong quý anh chị em mình ghé lại nhà vườn. À, để em được mời quý anh chị em mình một tách trà. Đó. Năm ngay quốc lộ đá luôn đấy bạn cả. Ngay quốc lộ 1A đối diện với cây sen dầu số 24. Sát bên là tôn hoa sen. Đi qua là thấy. Vườn mình thì có kinh doanh về chậu gốm nữa nha quý anh chị em. Đây là những cái mẫu chậu gọi là khủng nhất Việt Nam. Dành cho những anh em vào những cái cây mai vàng. Những cây mai vàng đại á, những cây mai mà phải nói nó giá trị cao, anh em mình có thể vào những cái chiếc chậu như thế này. 1m65. Lọt lòng của nó là 1m35. To nhất Việt Nam ạ. Cây này cái này thì hiện tại là không có đâu. Kích thước này là hiện. Nói về cái dòng chậu gốm quý vị nhé, chứ con này chậu xi măng. Đúng rồi, mình đang nói về chậu gốm mà. Nó là to nhất á. To hả? Nhìn cái chậu mà, nhìn dễ sợ. Đây thè nước vô tắm được mà. Đây bên này có một số cây nữa quý. Đây, quay sẽ nhìn số cây nữa. Tác phẩm Bồ Đề Thánh Giống Xuất Trận. Cái này làm ở đây làm tay bữa nay bạn biết cách chuyển này 4 năm rồi nè. Mà đã được cái gì đâu. Mới được vài cái tút ra cho máy. Đây 4 năm rồi nè. Đó. Đây là 4 năm rồi đó. Vậy hả? Ừ. Lâu lắm quý vị ạ. Mà hồi mình mua về nó cũng có, nhưng mà điều cái nó lê quê à. Nó lê quê nhỏ nhỏ nè. Rồi mình bỏ hết, mình cách mình làm lại á. Đây dòng xuất đây. Làm cái này là mình cũng làm luôn nè.
mình đang nuôi cái này này, mình đang nuôi cái rễ này, cái rễ này nó to này, to lên ha. À, cái rễ này nó to bằng ngón tay này. À. Mình sẽ dẫn cái rễ vô đây, dẫn như này, đó, chống xuống, làm như cái gọi vậy á. Đang nuôi cái rễ đó đó. Dẫn cái rễ xuống. Nhìn thấy hai cái gì ha? Còn lâu, cái đấy mình làm còn lâu. Thằng ấy dàn xanh nuôi những cái cút tây thấy không? Xanh. Ừ. Nhìn cút tây. Bạn để tải gì đâu được ha? Làm nó. Quá trời có đấy. Đó, nó mình cứ bỏ, vì bữa nay nó hơi chật nên mình bỏ dòng xuống cái lúc bỏ dòng quanh đấy vì nhiều lắm. Nó không đủ hết. Máy này. Bây đây bắt đầu mình chuẩn bị mình bấm lại một lần nữa là xong hết á. Đây mình thả dâm mà mình cũng còn thả dâm mình nuôi dâm nè. Ừ. Đâu chặn vô là cái dàn dâm nó nục. Nên mà nó dày đấy nhỉ? Nó nục. Đó, mình nuôi từng công đoạn chứ không phải. Đây nè, cái này vậy. Để tạo nên một cái cây cho nó đẹp, cho nó vừa ý nữa. Thật sự nó trải quá nhiều thời gian lắm. Lâu thời gian. Mình nếu như mà đôi lúc mình đôi lúc mình cũng biết rồi, chứ mà mình nhiều lúc thời gian biết rồi, nhưng mà thời gian mình chờ đợi nó, mình ham quá là nó hỏng việc mất. Thôi nó xấu một chút như vậy mà nó từ từ rồi bắt đầu mình chặn vô nó đẹp. Thế bây giờ mình chặn vô liền là nó mai mốt cái dàn dâm của nó không có nục. Thôi không được đâu. Hà Nội không vội được đâu. Ừ, Hà Nội không vội được. Quá trời quá đất. Đó, anh chị em nào mà có yêu thích gốm, đặc biệt là những cái mẫu chậu xây to, kích khủng, xây đại thì cứ liên hệ với nhà vườn. Đó, mà đây là 1m20 này. 1m20. Mẫu này là 1m20. Okay. À, còn những cái mẫu vuông này thì 80, 90. 80, 90. Ừ. Còn cái tròn bên kia là 1m, hình như cũng 25 hay sao ạ. Mẫu này 1m25. Đủ. Đó, mẫu này mẫu Trung Quốc á. Quá trời qua đây. Ok bạn kẹt ơi. Chắc cái video nó hơi dài đó, có chia sẻ khúc nào nữa không? Rồi thì cũng nhân tiện bạn ra đây thì chia sẻ sơ cho anh em mình ngắm thôi. Ngôi vườn của mình trong cái mùa này thôi. Rồi có dịp nào có thời gian hơn thì nhà vườn cũng sẽ chia sẻ đến quý anh em mình nhiều tác phẩm hơn. Đến tất cả quý anh em yêu kênh cả nước cũng chúc cho tất cả quý anh chị em mình thì luôn dồi dào sức khỏe. Và cũng chúc cho tất cả quý anh chị em là sẽ sở hữu cho mình những cái tác phẩm đẹp, những cái tác phẩm ưng ý mang về chúng ta trưng bày cho ngôi vườn của mình ngày càng đẹp và sinh động hơn. Rồi, ok, rất là cảm ơn Văn Cảnh luôn. Và Long cũng rất cảm ơn quý anh chị mình đã dành ra chút thời gian để theo dõi hết clip quý vị nhé. Bây giờ thời lượng video nó cũng khá dài rồi, nên là Long xin phép được khép cuốn video ở đây. Hẹn gặp lại quý anh chị mình trong những cuốn video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.